Trở lại với chương trình của The LV News. Trở lại sự kiện của Tổng thống Trump và những đoạn video thật là cảm động giữa ông Trump và cử tri của Trump. Thật sự chúng ta nhìn những đoạn video này chúng ta cảm thấy rất là muốn ôm ông Trump vào lòng giống như một người phụ nữ. Một người phụ nữ trở nên nổi tiếng vì ôm ông Trump tại tiệm Chick-fil-A. Giải thích lý do tại sao cử tri da đen vẫn tiếp tục ủng hộ Trump. Đó là Michelle Montgomery, một nhà tư vấn chính trị có sự tương tác với Tổng thống Trump đang lan truyền trên mạng xã hội, cho biết họ có cảm giác vô máy rất thành thật. Đúng, chỉ có Trump mất sự là thành thật nhất, còn thành viên của đảng Dân Chủ như Biden nhìn cái khuôn mặt rất là giảo trá và gian dối. Khi mà đảng Dân Chủ nó mở miệng ra, quý vị, chúng ta thấy cái từ gian ngay lập tức, thì cuộc sống của những cử tri đó gần như đang giết chết bởi cái lạm phát của ông Biden. Một người phụ nữ gần đây đã ôm ông Trump tại Chick-fil-A, tiểu bang Georgia, và bảo ông đừng lo lắng vì việc truyền thông đưa tin không trung thực đã biết lý do tại sao cô ta cho rằng cử tri da đen đang ngày càng ủng hộ cho ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trump đã gặp gỡ những người ủng hộ tại cái nhà hàng Atlanta vào đầu tuần này. Dưới đoạn video ghi lại cái khoảnh khắc của Michelle Montgomery, một nhà tư vấn chính trị, người sáng lập của tổ chức bảo tồn văn hóa, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump. "Tôi không quan tâm những gì giới truyền thông nói với ông Trump, chúng tôi ủng hộ ông," cô nói trong video và đáp lại ông Trump mỉm cười và ôm cô. Sau đó đoạn video gặp gỡ được lan truyền, bà Montgomery đã tham gia cuộc phỏng vấn trên chương trình của Fox News. Trong đó bà giải thích lý do tại sao cử tri da đen ngày càng đổ xô đến ủng hộ cho ông Trump. "Họ cảm thấy như ông ta rất thành thật. Họ cảm thấy như thế này, đây là một người mà chúng ta có thể không đồng ý với cách ông ta nói, nhưng cách ông ta giải quyết mọi việc thì ông ta cho chúng ta biết ông ta giải quyết vấn đề gì." Cô nói thêm, "Chúng tôi cảm thấy đây là một con rắn đang nằm chờ cơ hội để cắn chúng tôi, đó là đảng Dân Chủ. Có người đang nói là chúng ta rằng kế hoạch của tôi mà tôi dự định thực hiện nó như thế nào. Họ cảm thấy rằng ông Trump dễ gần gũi. Họ thật sự cảm thấy như ai đang nói chuyện với họ chứ không phải là nói những gì họ muốn nghe." Tổng thống Trump lên trang mạng của The True Social đã bày tỏ sự cảm kích của nhận xét bà Montgomery. "Cảm ơn, cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại," Tổng thống Trump viết. Nhận xét của bà được đưa ra sau hàng loạt cuộc thăm dò cử tri da đen đang tăng cường ủng hộ cho ông Trump. Người Mỹ da đen, những người thường là cử tri ủng hộ cho đảng Dân Chủ, đã ngừng ủng hộ cho Joe Biden tháng giai thoại và thống kê những tháng gần đây và dường như đang ủng hộ cho Trump nhiều hơn. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ bang New York Times và Siena College, một tờ báo cánh tả thiên tả dịch tả, cho tới một bước nhảy giọt đáng kinh ngạc, 4% cử tri da đen cho biết vào tháng 10 của 2020 rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên lúc bấy giờ là Trump. Còn sau đó con số khổng lồ 23% cho biết dự định sẽ bỏ phiếu vào tháng 2 của 2024 và ông Trump vào tháng 11. Tỷ lệ ủng hộ cử tri da đen dành cho Tổng thống Trump tăng đáng kinh ngạc lên 19% là do đa số 57% cho biết họ thấy cái đất nước dưới thời của Biden đang đi sai hướng. Sai hướng nhất là về kinh tế. Và kinh tế đang triệt tiêu dần dần, cái lạm phát đang ăn sâu vào túi tiền của chúng ta. Cuộc thăm dò gần đây của tờ báo Economic cho biết trong sự ủng hộ cử tri da trắng dành cho ông Trump ổn định, thì các nhóm chủng tộc thiểu số từ lâu đảng Dân Chủ ủng hộ đã quay ngược lưng và ủng hộ cho ông Biden, cho ông Trump. Tờ báo Kinh tế đã nhận thấy sự ủng hộ mạnh mẽ nhất dành cho ông Biden, cho ông Trump trong số cử tri da đen trẻ từ 18-24 tuổi. Với 21% phụ nữ như vậy và 33% nam giới, họ sẽ dự định bỏ phiếu cho ông ấy. Trong khi 35% cử tri da đen được xác định là bảo thủ đã bỏ phiếu cho ông Trump vào 2020, thì cựu Tổng thống Trump đã tăng tỷ lệ ủng hộ lên 46% trong cái nhóm này để bày tỏ sự ủng hộ của họ dành cho ông. Điều gì xảy ra khi ủng hộ dành cho ông Trump theo các cử tri gốc Latin cũng đã tăng mạnh trong những tuần gần đây theo cuộc thăm dò gần đây của Axios và iPost? Khi những người Latin dự định bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, được hỏi là họ bỏ phiếu cho ai, 31% nói rằng cho ông Biden, 28% nói rằng cho ông Trump, sự khác biệt chỉ có 3 điểm phần trăm. Sự 3 điểm phần trăm này là chấn động, bởi vì trong 2020, ông Trump đã thua cuộc gần 20-mấy% so với cử tri người gốc Latin. Tuy nhiên, cái tỷ lệ sai sót 3.6% cuộc thăm dò. Điều này có nghĩa về mặt kỹ thuật, Tổng thống Trump thật sự có thể dẫn trước đối thủ chính của mình với 0.6 điểm phần trăm.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump đang dẫn trước người đương nhiệm trong số những người gốc Latin về ba vấn đề đáng lo ngại nhất của họ: lạm phát, tội phạm và nhập cư. Câu hỏi lớn tại sao cử tri da đen lại ủng hộ cho Trump? Theo một số người được phỏng vấn nói chuyện với tờ báo The Epoch Times, ba yếu tố chính dường như đang thúc đẩy cử tri da đen chuyển sang ủng hộ trong tâm nền kinh tế, hệ thống tư pháp, hình sự, ảnh hưởng của người da đen khác để bày tỏ sự ủng hộ một cách công khai. Ông Mike Fisher, người đồng sáng lập của Black Lives Matter ở Rhode Island, nói với tờ báo The Epoch Times trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12 rằng ông đã công khai tuyên bố ủng hộ cho cựu tổng thống vì ông cảm thấy là phải dọn đường cho những người khác. Những cử tri da đen ủng hộ cho Trump, những người đang có thể miễn cưỡng thảo luận về cách cởi mở về chính sách của họ. Ông Neil, một người đàn ông da đen 52 tuổi, người dẫn chương trình phát thanh hàng tuần trên đài phát thanh Urban Heat của Boston, nói với tờ báo The Epoch Times vào tháng 12. Ông chưa quyết định sẽ bầu cho ai vào 2024, nhưng ông nói thêm rằng rõ ràng ông đang tò mò về Trump. Hãy tò mò đi. Một người mà chúng ta so sánh cái nền kinh tế của thời Trump và nền kinh tế của Biden, đương nhiên nền kinh tế của Trump bé đã hơn. Ông nói chỉ vì bạn là đảng viên của đảng Dân Chủ không có nghĩa là bạn sẽ nhận được phiếu bầu của tôi. Ông Neil cho biết ban đầu ông không ủng hộ lập trường cứng rắn của ông Trump vấn đề nhập cư theo thời gian. Ông nhận ra an ninh biên giới nghiêm ngặt hơn hoặc là ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước sẽ mang lợi ích lại cho công dân của Hoa Kỳ. Đúng luôn. Lợi bên cách nào đấy? Những cử tri da đen sẽ được hưởng lợi trực tiếp là bởi vì những chính sách thay vì đi vào cho dân bất hợp pháp thì trở lại cho những cử tri như là của da đen. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình của Fox News, bà Montgomery nói rằng các thành viên của cộng đồng người da đen thường phải đối mặt với áp lực không ủng hộ cho cựu tổng thống. Tôi thật sự đánh giá cao vì chúng tôi không chỉ có thể cho ông Trump biết điều đó bất kể mạng xã hội nói gì. Tôi biết rằng họ đang cố gắng khiến chúng tôi nghĩ rằng lẽ ra chúng tôi phải ghét ông Trump, nhưng chúng tôi thì không. Ngoài ra, đó là một trải nghiệm học tập cho chúng tôi. Có thể tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những phương tiện truyền thông có thể làm sai lệch nhận thức về quan điểm của một con người. Xin chúc mừng ông Trump. Nhà bản tin này thật sự, với cái momentum thì ông Trump và cuộc rally của ông Trump tại Pennsylvania đều cố gắng để lật đổ cái bức tường xanh tại Pennsylvania. Hàng trăm người ủng hộ đã xếp hàng dài, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ trước bài phát biểu của ông Trump tại đây bất chấp thời tiết mưa lạnh. Một nhóm nhỏ người biểu tình rally cho biết họ xuất hiện trong cuộc biểu tình rally một cộng đồng khoảng 4.000 người. Nhưng nhìn chung tôi mong đợi cái đám đông náo nhiệt và vui vẻ khi gặp ông Trump. Calvin, một ứng cử viên quốc hội của đảng Cộng hòa quận 7, đã nói với tờ báo Pennsylvania, tại Pennsylvania nói với tờ báo The Epoch Times: tôi sẽ đến đó cùng với nhiều người ủng hộ tôi. Ông Dedeker đã nói và cho biết rằng đối thủ của đảng Cộng hòa ông Maria Montero và Ryan dự kiến cũng sẽ tham dự. Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu 7 giờ tối vào ngày hôm qua ở Pennsylvania, mà nơi ông thật sự đã giành chiến thắng của 2016 và thất bại của 2020. Ông Trump đã thu hút được rất là nhiều cử tri đáng kể của Pennsylvania. Và cử tri cuộc thăm dò cho thấy là ông Trump đang dẫn đầu sơ bộ của đảng tiểu bang, và ông Trump đang dẫn đầu tại tiểu bang Pennsylvania và một số tiểu bang chiến địa. Cuộc đua đang gần cho đến nay. Nhưng nó vẫn được coi là thách thức cái sự nhiệt tình ủng hộ hoặc thiếu nhiệt tình tại Pennsylvania. Một số ít xoay và tiểu bang xoay chiều có thể quyết định cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Tại Pennsylvania, ông Biden có lợi thế một chút so với ông Trump. Nhưng mà cuộc thăm dò dữ liệu lớn được công bố, tổng thống Trump đang dẫn trước Pennsylvania. Trong cuộc đối đầu giả định, ông Trump đã thu hút được 46% cái phiếu bầu, cao hơn ông Biden 5 điểm phần trăm. RCP, Real Clear Politics, cho biết trên toàn quốc, ông Trump đang nắm giữ một chút lợi thế so với Biden, gần như tất cả cuộc thăm dò nằm trong giới hạn sai sót, khiến cuộc đua tỷ số hòa về mặt thống kê. Trước cuộc rally vào ngày hôm qua, những người ủng hộ và chỉ trích của tổng thống cũng lên tiếng. Ông Dale Clicker, cựu chiến binh 28 năm phục vụ trong lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, ông đã ủng hộ tổng thống Trump và nói rằng ủng hộ chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump, dựa trên nguyên tắc rằng cái nước Mỹ đang hành động vì lợi ích tốt nhất của chính mình để được hỗ trợ của các quốc gia khác. Nhưng một nhóm của cựu quân nhân đã phản đối ông Trump, gồm có Clyde Gunter, phát ngôn viên của nhóm Common Defense, nói với tờ báo The Epoch Times rằng là tổ chức thành viên cơ sở lớn nhất của bộ cựu chiến binh đang kêu gọi chống Trump. Chống gì đây, thưa các ngài cựu chiến binh? Dưới thời của ông Trump, các ngài cựu chiến binh đã được một sự lợi thế về vấn đề liên quan đến nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như cái lợi thế quan trọng đó là chỉnh sửa lại y tế cho cựu chiến binh.
Ông Guterres cho rằng Tổng thống Trump đã chê bai cựu chiến binh và quân nhân. Đó là sự tuyên truyền của đảng Dân Chủ. Không có ai mà thật sự chê bai chiến binh và cựu quân nhân. Không có ai take care cựu quân nhân bằng chính quyền của Trump cả. Mặc dù bản phát hành không trích cụ thể, nhưng ông Trump đã bị chỉ trích nặng nề vào 2015 khi nhận xét người tù nhân chính trị là John McCain. Ông nhận xét hoàn toàn đúng, nhìn lại con mụ Cindy McCain, vợ của John McCain, là người tổ chức để chống Trump tại tiểu bang Arizona rất là mạnh mẽ. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump Stephen Chung đã nói với tờ báo The Epoch Times, không có người ủng hộ quân đội và cựu chiến binh chúng ta lớn hơn ông Trump. Theo danh sách của thành tựu cựu chiến binh, Tổng thống Trump đã cải tổ lên một chiến binh để cải thiện chăm sóc sức khỏe cho cựu quân nhân. Giảm với tình trạng vô gia cư cựu chiến binh, cải thiện phúc lợi giáo dục và tỷ lệ thất nghiệp cho cựu chiến binh ở mức thấp kỷ lục. Ông Chung đã nói, ngược lại với sự thiếu tôn trọng, Joe Biden đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với quân nhân của chúng ta, bao gồm việc rút quân bất thành của ông ta tại Afghanistan dẫn đến cái chết không cần thiết. Nhưng chính quyền của Biden, đảng Dân Chủ đã cáo buộc ông Trump đã ký một thỏa thuận tạo tiền đề cho việc rút lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan thảm hại tụt quần vào ngày 31 tháng 8 của 2021. Các vụ đánh bom liều chết đã giết chết khoảng 200 người, trong đó có 13 quân nhân của Mỹ và Hoa Kỳ để lại những thiết bị quân sự trị giá 7 tỷ đô la. Tuyên bố cùng Gunter cũng chỉ trích chương trình nghị sự của ông Trump là cực đoan, lặp lại thuật ngữ mà nhiều đảng viên của đảng Dân Chủ, trong đó có thống đốc vận động hành lang nhắm vào ông Trump. Thống đốc đã tấn công, cuối tuần này ông Trump sẽ tới khối thịnh vượng chung của chúng ta để tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự cực đoan. Cực đoan ở điểm nào đây thưa quý vị? Cực đoan là bởi vì ông đang bảo vệ nước Mỹ. Ông đang bảo vệ cái thành tựu của nước Mỹ. Cái lý do đó có đảng Dân Chủ họ không chấp nhận về điều này. Nếu mà thật sự nói về cực đoan, chúng ta hãy đi vào cái quan điểm tiêu cực chính phủ tăng dọt dưới trời của Biden. Về nguyên tắc chính quyền của Biden mới thật sự là cực đoan và tiêu cực. Tỷ lệ người Mỹ đã bày tỏ cái quan điểm tiêu cực của chính phủ liên bang đã tăng vọt trong năm thứ ba. Nắm quyền của chính quyền Biden với cuộc thăm dò cho thấy mức độ ủng hộ giảm 10% so với mức tương tự trong nhiệm kỳ của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc. Theo một chỉ số thăm dò của Pew Research công bố ngày 12 tháng 4, chỉ 22% người trưởng thành của Hoa Kỳ thăm dò vào tháng 12 của năm 2023. Có quan điểm thuận lợi với chính phủ của liên bang đó là mức giảm 10 điểm so với 32% quan điểm tương tự vào tháng 8 của 2019. Trong năm thứ 3 nắm quyền của ông Trump, ông Trump coi bộ máy quan liêu tại Washington là tham nhũng, cồn kềnh và kém hiệu quả. Đã thề trong dịp tranh cử 2016 của mình sẽ rút cạn đầm lầy, thực hiện cái chương trình nghị sự cắt giảm quan liêu khi còn đương chức. Kế hoạch của ông cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump là đè bẹp quyền lực ngầm, sa thải những quan chức lừa đảo, cắt giảm chi tiêu lãng phí của Washington. Ngược lại, ông Biden gần đây đã thông qua một quy định mới khiến việc sa thải công chức trở nên khó khăn hơn, đồng thời trích dẫn cụ thể cái hành động của ông Trump. Khiến việc sa thải cơ quan quan chức trở nên dễ dàng hơn và ám chỉ cái động thái nhằm ngăn chặn lực đẩy tương tự nếu ông Trump giành chiến thắng vào tháng 11 sắp tới đây. Trong khi đó, cuộc thăm dò của Pew Research về sự ưu ái của chính phủ liên bang có sự khác biệt rõ rệt về đảng phái trong con số. Những người được hỏi nghiêng về đảng Cộng hòa đã đánh giá chính phủ liên bang trong năm thứ ba về ông Biden. Một đánh giá ảm đạm khi ủng hộ 11% còn mức giảm 30% của 2019. 41% có quan điểm tích cực về chính phủ của liên bang. Động lực đã đảo ngược đối với thành viên của đảng Dân Chủ, 26% đánh giá tích cực chính phủ liên bang trong nhiệm kỳ của Trump so với 32% thiện cảm với thời của Biden. Cái quan điểm của người Mỹ về chính quyền địa phương và tiểu bang của họ nhìn chung thuận lợi hơn so với quan điểm của chính phủ liên bang. Mặc dù ý kiến của đảng phái rất khác biệt nhau thì thuộc vào đảng nào nắm quyền. Cuộc thăm dò không đánh giá những gì thuộc người độc lập hoặc chưa quyết định, nghĩ về chính phủ hoặc đưa ra những cái phân tích chi tiết về hoạt động lĩnh vực cụ thể của chính phủ như nền kinh tế, chính sách nhập cư. Cuộc thăm dò mới nhất từ Economist YouGov cho thấy đảng độc lập đã theo dõi chặt chẽ với đảng Cộng hòa với mức độ tán thành mạnh mẽ 5% đảng viên của đảng lập và 3% của đảng Cộng hòa đối với công việc của ông Biden đang làm. Vì mức độ này vô cùng thấp. Trong đó một nhóm tập trung vào những người chưa quyết định sẽ quyết định bỏ phiếu cho Biden. Thật sự họ cảm thấy kinh tế của Biden rất tệ và sẽ nghĩ lại bỏ phiếu cho ông Trump. Bên cạnh dấu hiệu cho thấy cử tri độc lập đang tò mò về Trump thì gần đây cho thấy người Mỹ gốc Latin, người da đen và những người cử tri ủng hộ cho Biden đã quay lưng lại với Biden. Trong một cuộc thăm dò gần đây,
4% cử tri da đen cho biết tháng 10 của 2022 họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Trump, bây giờ là 23%. 4% tăng lên 23%. Tỷ lệ ủng hộ cử tri da đen dành cho ông Trump đáng kể là 19% so với 57% cho biết đất nước này dưới thời của Biden đã đi sai hướng. Ngoài ra, cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của ông Trump dành cho cử tri Latino đã tăng lên trong những tuần gần đây, vào tháng 12 của 2021. Ông Biden nhận được 55% số cử tri Latin, 25% dành cho Trump. Nhưng hiện giờ, ông Biden nhận được 41% và 32% dành cho ông Trump. Ngoài ra, những người cử tri da đen Latin định bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 được hỏi dự định sẽ bỏ phiếu cho ai thì 31% cho Biden và 28% cho Trump. Tỷ lệ sai thế hoàn toàn thấp. Và đó là những bản tin liên quan đến LV News, và ông Trump vẫn tiếp tục thăng tiến, và đương nhiên cử tri vẫn tiếp tục quay quanh ông Trump và để bác bỏ là những gì mà truyền thông đang tố cáo ông. Chúng ta sẽ tiếp theo bản tin của The LV News. Trở lại chương trình của The LV News. Trở lại bài viết của tác giả Cornell O'Keefe. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đang không ổn chút nào, nhưng cần để biết lý do tại sao. Quý vị cần nhìn xa hơn những con số ấn tượng mà chúng ta vẫn thường thấy trên những tiêu đề và những cuộc thảo luận của giới quyền quyền. Trên mảnh chúng ta là đoạn văn của CNBC. 2022 so với 2023, hàng triệu người, hàng trăm ngàn người chính thức bị lay off. Lấy cái ví dụ, cái báo cáo kinh tế việc làm mới nhất trong cái tháng 3 liên tục, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn đáng kể so với dự đoán của hầu hết các nhà kinh tế. Tổng cộng là 303.000 việc làm trong cái tháng 3. Nhìn bề ngoài, con số nó hoàn toàn tốt. Nhưng ông Ryan Markin đã trình bày vào cuối tuần qua có vẻ như không tốt đến khi quý vị tìm hiểu kỹ cái dữ liệu. Ví dụ như hầu như tất cả công việc được thêm vào là công việc bán thời gian. Chính xác 100% về điều này. Công việc bán thời gian có nghĩa là công việc mà người ta làm không đủ giờ, là chỉ có 20 giờ, 20 mấy giờ. Và tất cả những công ăn việc làm về nguyên tắc và full time thì đang bị cắt giảm dần dần. Cái công việc toàn thời gian thật sự đã biến mất kể từ tháng 12 của năm ngoái. Trên thực tế, như ông McClellan đã nhấn mạnh, thước đo việc làm toàn thời gian so với cùng kỳ của năm ngoái đã rơi vào vùng suy thoái. Ngoài ra, hầu hết các công việc bán thời gian mới này đều dành cho những người nhập cư. Nhiều người trong số họ đang ở Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Không có việc làm nào được tạo ra cho người Mỹ bản xứ kể từ 2018. Trong khi những người nhập cư không gây tổn hại cho nền kinh tế bằng cách làm việc, cái quy mô của nhân sự mới sinh ra tại ngoại quốc đã che khuất những khó khăn trong quá trình tìm việc của những người dân bản xứ. Còn cái quý vị được gọi là người dân bản xứ. Hơn nữa, công việc của chính phủ chiếm gần 1/4 số việc làm được tạo ra, cao hơn mức tiêu chuẩn từ 10 cho đến 12%. Cũng giống như chi tiêu của chính phủ và tăng trưởng kinh tế, việc tuyển dụng của chính phủ làm tăng số lượng việc làm trong khu vực công, trong khi làm cạn kiệt cái nền kinh tế tạo ra cái giá trị thực tế. Một số nhà kinh tế như là ông Daniel lập luận là cái nền kinh tế đang trải qua cái thời kỳ suy thoái khu vực tư nhân, nhưng chi tiêu và tuyển dụng của chính phủ đang trợ giúp nhiều cái dữ liệu cho chính thức để che giấu sự kiện này. Một cuộc suy thoái là không thể tránh khỏi do sự thao túng lãi suất của hệ thống dự trữ liên bang trong những thập niên qua, đặc biệt là những hành động kịch tính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong cái thời kỳ đại dịch. Tìm cái tình hình việc làm toàn thời gian giống như suy thoái hiện nay là bằng chứng hơn nữa cho thấy ông Daniel đã đúng. Nhưng số lượng việc làm chỉ là một phần của câu chuyện. Thị trường chứng khoán gần đây đã biến động rất nhiều, nhưng không phải là do nhu cầu của người tiêu dùng để thay đổi hay việc áp dụng một số công nghệ mới, mà dựa trên những gì mà hệ thống dự trữ liên bang đang nói về ngân hàng trung ương sẽ làm trong năm nay. Đồng thời, giá cả vẫn còn cao, và giá cả đã tiếp tục tăng tốc khiến ngay cả một số người cổ vũ lớn nhất cho chính sách kinh tế của Joe Biden cũng phải đang thất vọng.
Đồng đô la của chúng ta hiện có giá trị thấp hơn khoảng 20% so với 4 năm trước, và xu hướng không có khả năng sẽ đảo ngược trở lại. Thật là một tai hại. Thay vì giải quyết cái nỗi đau kinh tế này, chứ đừng nói cái vai trò của họ trong việc tạo ra nó, các thành viên giai tầng của chính trị vẫn giả vờ như mọi thứ đều ổn. Họ thậm chí còn chuẩn bị làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, chẳng hạn như bằng gửi nhiều tiền hơn nữa cho chính phủ của Ukraine. Tất cả chỉ để kéo dài một cuộc chiến mà nước này đang thua, không phải là vì thiếu tiền mà là thiếu binh lính. Và ở trong nước, chính quyền của Biden đang nỗ lực tìm kiếm và hạn chế ngành sản xuất năng lượng chuyển từ cái giai tầng lao động sang lực lượng sinh viên tốt nghiệp đại học. Đáng buồn về điều này, những sinh viên tốt nghiệp đại học hiện giờ dưới thời của Biden đang chết dần và chết mòn. Sao cho hoàn thành tất cả trước khi ông tái tranh cử vào tháng 11, có thể dự đoán được một cách thích hợp là chiến lược kinh tế quay lưng lại với thực tế khó khăn của giới uy quyền đang trùng hợp với sự sụt giảm đáng kể trong sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ, cái đảng ưa thích cái giới quyền quy ngày nay. Ông Biden đang tụt hậu trong cuộc thăm dò ở 6 trong 7 tiểu bang chiến địa và đang mất đi sự ủng hộ từ cử tri thuộc giai tầng lao động, không phải là người da trắng. Giới quyền quy chính trị và ứng cử viên ưa thích của họ đã xứng đáng mất đi một sự ủng hộ, không chỉ là vì thừa nhận các vấn đề kinh tế của người Mỹ mà là nguyên nhân ông Biden đã gây ra. 100% vào điều này, chúng ta không thể nào denial được với sự lãnh đạo tài tình của chính quyền Biden. Có vẻ như cái nền kinh tế đang làm giàu cho những tầng lớp giàu có, mà trong khi đó những tầng lớp trung lưu chúng ta đang gặp rất là nhiều vấn nạn. Tại sao nợ công của Hoa Kỳ không bền vững và đang phá hủy cái giai tầng trung lưu? Trong bài đăng gần đây trên mạng xã hội, một chuyên gia phân tích tài chính và nhà đầu tư tài năng cho biết, câu chuyện nợ không bền vững đã tồn tại hơn 40 năm. Điều khiến tác giả ngạc nhiên ở làm thế nào những người quảng bá cho câu chuyện không bao giờ tự hỏi tại sao nợ vẫn bền vững lâu đến vậy. Có một ý kiến phổ biến cho rằng, cái tình trạng mất cân bằng tài khoá của một tổ chức phát hành đồng tiền dự trữ của thế giới sẽ dẫn đến một vụ phá sản kiểu Argentina. Tuy nhiên, cái biểu hiện của sự không bền vững thậm chí còn không gây gắt đến chính Argentina. Argentina vẫn tiếp tục tồn tại phải không? Tác giả hỏi. Cái nợ công quá mức sẽ trở nên không bền vững khi cái khoản nợ trở thành gánh nặng cho tăng trưởng sản xuất. Và một cái nền kinh tế phải tiếp tục tăng thuế khiến cho tăng trưởng sản xuất yếu đi. Sự tăng trưởng tiền lương thực tế đang yếu đi là bởi vì cái khoản lạm phát. Tuy nhiên, cái mức độ tích lũy nợ không bền vững có thể sẽ tiếp tục gia tăng do tự bản thân cái nhà nước áp đặt nợ công lên bảng cân đối kế toán của ngân hàng, và một lĩnh vực tài chính phải chấp nhận toàn bộ nợ của nhà nước như là tài sản có rủi ro thế chấp nhận. Tuy nhiên, tất cả những hành động này chỉ đơn giản là một cấu trúc cho một luật pháp và quy định ép buộc để dựng lên. Nợ công tăng làm tăng cái quy mô chính phủ trong nền kinh tế, làm xói mòn cái tiềm năng tăng trưởng và năng suất. Nhiều người mắc bệnh tiểu đường béo phì vẫn tiếp tục ăn quá nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe, trong khi nghĩ rằng cho đến nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Cái luận điểm mà tác giả đưa ra một ví dụ rất tuyệt vời. Những người mập thì tiếp tục vẫn ăn, mà họ cũng chẳng những rằng biết rằng cái bệnh tiểu đường của họ càng ngày càng phức tạp hơn. Điều đó không có nghĩa là thói ăn quen của họ là bền vững. Những người bỏ ngoài tai cảnh báo về nợ công tích lũy có xu hướng làm như vậy với ý tưởng rằng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là một cách liều lĩnh về nền kinh tế. Một kiểu tâm lý là chúng ta vẫn chưa giết chết chính mình. Hãy để mọi người tăng tốc thêm nữa. Khu vực tư nhân ngày càng yếu đi, tiền lương thực tế yếu, tăng trưởng năng suất giảm. Sức mua của đồng tiền thu hẹp dần. Tất cả đều cho thấy mức nợ không bền vững. Các gia đình và doanh nghiệp nhỏ ngày càng gặp khó khăn trong việc kiếm sống và chi trả cho hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trong khi những người vốn vậy đã có khả năng tiếp cận với tín dụng từ trước, khu vực công lại mỉm cười và hài lòng. Tại sao? Bởi vì việc tích lũy nợ công tương đương với tăng cung tiền một cách giả tạo. Khi tiền được tạo ra trong khu vực tư nhân thông qua hệ thống tài chính, thì sẽ có một quá trình tạo ra của cải, tạo ra tiền mang tính hiệu quả diễn ra. Hệ thống tài chính tạo ra tiền cho dự án mang lại cái lợi nhuận kinh tế một cách thật sự. Một số dự án thất bại, số khác thì khởi sắc,
Đó là quá trình tăng trưởng và tiến bộ có hiệu quả của nền kinh tế. Khi cả ngân hàng trung ương thao túng với lãi suất, che giấu chi phí rủi ro và tăng cung tiền để tiền tệ hóa cái khoản chi tiêu thâm hụt không hiệu quả của chính phủ, thì họ mới có thể bóp méo được quá trình này. Trong cái nền kinh tế mở, các ngân hàng tư nhân đã tạo ra tiền để đẩy nhanh tiến độ phát triển và mức lãi suất trả nổi tự do hạn chế sự trích tụ rủi ro một cách nguy hiểm và không hiệu quả. Ngân hàng trung ương muốn che giấu khả năng thanh toán này ngày càng kém của chính phủ, thiếu trân trọng về mặt tài khoá, thì họ phải làm như vậy bằng cách can thiệp vào cái lãi suất, làm cho việc vay mượn trở nên rẻ hơn đối với chính phủ vô trách nhiệm về mặt tài khoá, và làm cho cái lượng tiền lưu hành trong hệ thống một cách giả tạo, tiền tệ hóa nợ công, theo một quá trình tiền mang tính hủy diệt, khởi tác dụng trái ngược với chức năng tiết kiệm, đầu tư của ngân hàng. Khi tình hình tài khoá trở nên không bền vững, cách duy nhất để nhà nước ép buộc người dân chấp nhận khoản nợ của mình, những đồng tiền mới được tạo ra, được thông qua cưỡng chế và đàn áp. Trên nguyên tắc, chúng ta thật sự không muốn cục dự trữ liên bang Mỹ in tiền mới để tạo ra. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng hoàn toàn không hề có một sự lựa chọn nào, là bởi vì chúng ta không có quyền ngăn cản họ để tiếp tục phá giá cái đồng tiền. Một khoản nợ của nhà nước chỉ là tài sản khi khu vực tư nhân xem trọng khả năng thanh toán khoản nợ đó và sử dụng nó như một tài sản dự trữ. Khi nhà nước áp đặt cái tình trạng mất khả năng thanh toán của nhà nước lên nền kinh tế, thì sự phá sản của nhà nước sẽ là biểu hiện của mức độ phá hủy sức mua đồng tiền thông qua lạm phát và sự suy yếu sức mua của tiền lương thực tế. Về căn bản, nhà nước tiến hành một quá trình vỡ nợ chậm đối với nền kinh tế thông qua tăng thuế, làm suy yếu sức mua của đồng tiền dẫn đến tăng trưởng yếu hơn, làm xói mòn các giai tầng trung lưu, những con trên bị giam cầm trong tổ chức phát hành tiền tệ. Tuy nhiên, với tư cách là tổ chức phát hành tiền tệ, nhà nước không bao giờ thừa nhận cái tình trạng mất cân đối của họ, luôn đổ lỗi lạm phát và tăng trưởng yếu cho khu vực tư nhân, các nhà xuất cảng, các quốc gia khác và thị trường. Các tổ chức độc lập buộc phải áp đặt thận trọng về tài khoá, hay nói cách khác là thắt lưng buộc bụng để ngăn chặn nhà nước phá hủy cái nền kinh tế thật. Nhà nước thông qua việc độc quyền phát hành tiền tệ và áp đặt luật pháp quy định sẽ luôn chuyển sự mất cân đối của họ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, cho rằng đó là lợi ích chính của những đối tượng này. Sự thâm hụt chính không phải là một khoản tiết kiệm cho nền kinh tế tư nhân. Những người tiết kiệm trong nền kinh tế thực chất chấp nhận cái nợ công như tài sản của họ, nhận thấy khả năng thanh toán của tổ chức phát hành tiền tệ là đáng tin cậy. Khi chính phủ đặt cái nợ công và xem thường cách thức hoạt động của nền kinh tế sản xuất, tự coi mình là nguồn lực cho sự thịnh vượng, thì chính phủ sẽ làm suy yếu cái nền tảng mà họ phải bảo vệ là mức sống của người dân một cách bình thường. Đoạn này rất hợp lý. Lý do: tức là chúng ta thật sự không sản xuất gì cả tại cái nước Mỹ. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ đã sản xuất gần như 1.000 tỷ đô la để mua hàng hóa từ một số đất nước khác ngoài trên thế giới, chúng ta đang xuất khẩu lạm phát cho họ, rồi những cái đồng tiền đó một ngày nào đó nó sẽ trở về Mỹ của chúng ta, và nó trở về cái vàng, là cái vàng nợ cho chính quyền của Biden vẫn tiếp tục chi tiêu một cách trắng trợn, mà trong năm nay ngân sách là 6.600 tỷ và đang thâm hụt gần 1.000 tỷ đô la. Chính phủ không tạo ra dự trữ. Khoản nợ của họ chỉ là thành dự trữ khi trong cái phạm vi ranh giới chính trị của họ, cái nền kinh tế hiệu quả của khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ và tài chính công vẫn trong cái tầm kiểm soát. Giống như bất kỳ tổ chức phát hành nào, nhà nước hiện trạng thể hiện cái tình trạng mất khả năng thanh toán của họ thông qua quá mức và những tấm chắc ghi nhận nợ IOU mà họ đang phân phối, tức là sức mua của đồng tiền. Nợ công đồng nghĩa việc tăng cung tiền một cách giả tạo, vì nhà nước không tạo ra bất kỳ thứ gì. Họ chỉ quản lý số tiền thu được từ một nguồn khu vực tư nhân hiệu quả mà họ đang bóp nghẹt thông qua cái thuế và lạm phát. Khoản nợ của Hoa Kỳ đã bắt đầu trở nên không bền vững khi hệ thống dự trữ liên bang ngừng bảo vệ cái đồng tiền, như là ngừng chú ý đến tổng lượng tiền tệ được thực hiện trong chính sách khi thiết kế nhằm để che giấu chi phí nợ gia tăng do chi phí và chi tiêu thâm hụt không kiểm soát. Việc tạo ra tiền nhân tạo chưa bao giờ là trung lập. Tạo ra tiền nhân tạo mang lại lợi ích không tương xứng cho đích đầu tiên, đó là những đồng tiền mới, chính phủ, và gây tổn hại đến cái đích cuối cùng, tiền lương thực tế và tiền gửi tiết kiệm. Đó là một cuộc chuyển giao của cải to lớn trong một nền kinh tế sản xuất và người tiết kiệm sang cho một nền hành chánh quan liêu. Sự hành chánh quan liêu thể hiện rất rõ ràng về điều này. Khi mà thật sự tại tiểu bang California của chúng tôi,
Gavin Newsom thật sự đã không vượt qua kiểm toán được 24 tỷ đô la, 23 tỷ đô la mà trong nhiều năm để họ chi cho cái tình trạng vô gia cư. Nhiều nợ công hơn có nghĩa là tăng trưởng sản xuất yếu hơn, thuế cao hơn, lạm phát cao hơn trong tương lai. Cả ba điều trên đều là biểu hiện của tình trạng vỡ nợ chậm. Vì vậy, nếu nhà nước có thể áp đặt sự mất cân bằng đối với tài khoá lên chúng ta, thì làm thế nào chúng ta liệu biết khoản nợ mà nhà nước phát hành có bền vững hay không? Thứ nhất, vì có những đơn vị GDP được tạo ra, nên bổ sung thêm các đơn vị nợ công mới mẻ sẽ nhanh chóng chẳng bỏ bèn gì, nghĩa là tác dụng của nợ sẽ giảm sút. Thứ hai là sự xói mòn sức mua của đồng tiền vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng tăng. Thứ ba là do đầu tư sản xuất chi tiêu vốn giảm, nên có thể theo dữ liệu chung của tình hình việc làm vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng tiền lương thực tế, năng suất, khả năng kiếm sống của người lao động đang suy giảm rất nhanh. Cái lối trần trật ngày nay đang cố gắng nói với chúng ta rằng chưa có gì xảy ra khi đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Một nền hành chính quan liêu đang gia tăng, chính xác luôn. Là người lãnh đạo của đảng Dân Chủ là một lãnh đạo quan liêu với 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngàn tỷ đô la chi tiêu ra nền kinh tế mà cũng chẳng biết thật sự nó đi về đâu. Quỷ diệt cái giai tầng trung lưu làm suy thoái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nền hành chính quan liêu của chính phủ sẽ đánh thuế cao hơn với thời của Biden, nhưng vẫn tạo nhiều ra nợ và thâm hụt hơn. Với thời của chính quyền Biden, khoản thuế thu vào đành đạt kỷ lục cao chưa từng có. Thông qua cái lạm phát như họ vẫn tiếp tục mượn nợ 1.000 tỷ đô la trong 6 tháng đầu tiên và thâm hụt nhiều hơn. Câu chuyện rồi này sẽ có kết cục tồi tệ và tất cả đế chế được kết thúc theo cách giống nhau. Trong sự giả định rằng không có chuyện gì xảy ra, sự đón nhận với đồng tiền như một phương tiện dự trữ đến kết thúc, sự xói mòn dai dẳng của sức mua và sự giảm niềm tin vào tài sản rủi ro thế chấp, rủi ro thấp nhất, theo áp đặt của pháp luật là vài dấu hiệu cảnh báo là một số người sẵn làng bỏ qua, có thể là vì họ sống nhờ vào tiền thuế của người khác hoặc là vì họ đang hưởng lợi từ việc phá hủy tiền tài thông qua lạm phát tài sản. Dù thế nào đi nữa, sự xói mòn về sức mua có tính phản chất xã hội và phá hoại sâu sắc ngay cả khi đó là một vụ nợ chậm. Trên thực tế có những nhà đầu tư thông minh hiểu biết nhưng vẫn sẵn lòng phớt lờ những dấu hiệu nguy hiểm về suy thoái của giai tầng trung lưu, về sự sụt giảm sức mua của đồng tiền, sự xói mòn trong khả năng thanh toán và năng suất, cho thấy tại sao việc cho phép chính phủ duy trì sự thiếu thận trọng về tài khoá lại nguy hiểm đến vậy. Lý do tại sao chính phủ để tạo ra tiền lại nguy hiểm đến vậy mà chính phủ vẫn luôn sẵn lòng tăng cường quyền lực của họ đối với người dân và đổ lỗi cho người dân về những vấn đề mà chính sách họ tạo ra, trong khi tự huyền hoảng và rằng bản thân chính là giải pháp. Nợ có thể tiếp tục tăng. Tất nhiên rồi, quá trình bần công hóa và nô lệ hóa sẽ diễn ra dần dần một cách tương đối thoải mái. Với việc nhà nước có năng lực áp đặt việc sử dụng tiền tài, buộc khoản nợ của nhà nước vào lương hưu của quý vị bằng cái luật pháp và quy định. Suy nghĩ rằng nợ sẽ tồn tại mãi mãi và không có chuyện gì xảy ra là không chỉ là một tâm lý liều lĩnh, kêu hãy tiếp tục đi nhanh hơn, chúng ta vẫn chưa gặp nạn đâu, đó có thể bỏ qua thực tế của tiền tệ, chúng ta cần phải có tiền tệ độc lập vàng như giải pháp tương tự. Quan liêu hành chánh Biden đang giết chết tầng lớp trung lưu. Và thật sự, đó là chương trình của The LV News. Nhập tiếp theo trong chương trình của The LV News tiếp theo.